Rolandfilavir là sản phẩm tảo Thalassiosira đông khô cao cấp được sản xuất theo công nghệ đông khô của Mỹ. Tế bào tảo giữ nguyên được hình dạng và giá trị dinh dưỡng sau quá trình sản xuất. Trong 1 gram sản phẩm Rolandfilavir chứa hơn 2 tỷ tế bào Thalassiosira được nuôi sinh khối trong hệ thống nhà kính, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và hạn chế tối đa nhiễm các tác nhân gây bệnh cho ấu trùng tôm, đặc biệt không nhiễm Vibrio. Trước khi sử dụng cho ấu trùng tôm, cần thực hiện quá trình trương nước sản phẩm Rolandfilavir đúng và đủ các bước sau. Bước 1, cho 1 lít nước sạch vào máy xay sinh tố. Bước 2, bật máy xay sinh tố ở tốc độ bình thường cho nước được đảo đều. Bước 3, thêm lượng bột tảo cần sử dụng vào cuối máy xay đang hoạt động. Bước 4, xay tảo Rolandfilavir trong vòng 2 phút rồi tắt máy. Bước 5, pha loãng hỗn hợp tảo đã trương nước với nước sạch và tạt đều vào hồ ấu trùng, có thể cho ăn vào mọi thời điểm trong ngày. Bước 6, tảo sau khi trương nước, nếu dùng không hết, có thể bảo quản mát trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 24 tiếng. Lưu ý, bảo quản Rolandfilavir ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm Rolandfilavir là ở dạng đông khô, tế bào có chứa không bào, nên trong quá trình trưng nước có thể bổ sung các dưỡng chất như vitamin, khoáng vào trong tế bào tảo cho ấu trùng sử dụng. Ngoài cung cấp dinh dưỡng chất lượng cao và ổn định cho ấu trùng tôm, khi sử dụng sản phẩm tảo đông khô Rolandfilavir còn giúp môi trường nước nuôi ổn định, không có hiện tượng tảo tàn, tảo dính. Thao tác đơn giản, dễ dàng sử dụng, có thể sử dụng được bất cứ thời gian nào trong ngày. Tế bào tảo trong Rolandfilavir chứa hàm lượng protein lớn hơn hoặc bằng 25%, lipid lớn hơn hoặc bằng 5% và các axit béo HUFA thiết yếu như DHA, EPA cho ấu trùng. Dinh dưỡng dễ tiêu và kích thước tế bào phù hợp với cỡ miệng ấu trùng giúp ấu trùng sử dụng tối đa tế bào tảo. Ấu trùng có đuôi phân dài, nhiều giọt dầu trong khối gan tụy và phát triển tốt. Tế bào tảo Rolandfilavir sau khi trương nước có tính nổi tốt, trôi lơ lửng trong hồ đuôi, ấu trùng sử dụng được tối đa. Sản phẩm Rolandfilavir được kiểm soát chặt chẽ trong quy trình nuôi sinh khối và sản xuất nên hoàn toàn không nhiễm Vibrio, hạn chế các vấn đề liên quan về vi khuẩn, cải thiện tỷ lệ sống giai đoạn đầu và nâng cao chất lượng ấu trùng giai đoạn sau. Rolandfilavir, tảo Thalassiosira đông khô cao cấp, sản phẩm của Elanco.